chơi mà cọc. Tại nãy đang ngủ rồi chứ. Thôi mày ơi, mày chơi mà cọc mày ơi. Đang nghỉ trưa vừa làm vậy rồi, em mấy mày ơi. Đấy, đừng buồn nha, tại nãy đang ngủ trưa mà. Tao gãy chiếc nhẫn của tao luôn nè, thấy không? Bể luôn nè. Đâu? Cả rồi. Nè, để cái tay mình vô cái cột móc chiếc nhẫn luôn à. Trớt không có con tép. Tao đẩy là cho. Để tao sửa cho. Tao có làm tao bạc nào đó thiệt không? Có không mày? Hả? Mày đẩy cái tay mình vô cái cột mẹ bể móc chiếc nhẫn của mình luôn nè. Tự nhận nha nghe. Tao ngủ trưa, nghỉ trưa. Thôi mày ơi. Tối thì em chơi mà giận nha mắt. Giận rồi còn gì nữa đâu. Còn gì nữa đâu, em giận anh rồi. Giận hả? Giận sao? Giận rồi, đừng có rụng tôi nữa, tôi giận anh rồi. Anh đừng có rợ. Nói giờ bắt con ca nữa rồi nha. Ừ. Thôi đừng ca nữa. Cái gì tôi bằng cá cho anh. Cái gì? Bằng cá nấu cháo nha. Bằng cá nấu cháo gì, cá gì? Cá lóc. Cá lóc gì mới được á? Lóc đồng. Đâu? Thế? Sao nè? Có không? Có không? Ghê mày. Thế? Ở đâu mà có cá lóc đồng? Hả? Ui dạ. Ở đâu có cá lóc đồng? Nói bắt trộm ta hay gì? Nói bắt câu kinh nè. Nhiều ít. Gì? Nhiều ít. Đủ ăn, đủ mấy anh em ăn. Không nhậu à? Ôi. Thôi mày, mày không nhậu, mày không có nhậu. Không có tâm hết. Về đi. Đất này chút kiện tôi mướn rồi. Không có tâm gì hết á. Đuổi về chứ về. Ừ. Đủ thứ đàn ông vô sĩ. Ok, hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kiệt Bắc Nhâm TV nha mọi người. Dạ, tính bằng cá làm gì? Cá nấu cháo ăn, nó bụng. Mày chơi mà nó cọc quá mọi người. Nấu cháo ăn ăn. Ừ. Bỏ nha mày. Lần sau tao giận mày thiệt á. Đâu cá đâu đem mày nấu cháo rồi mà anh đi bằng đi. Đạp nó hư mấy cái lo rồi kìa. Chào cả mọi người nha. Tôi xin lỗi tất cả mọi người tại trưa tôi ngủ trưa tối tôi thức con canh con tôi chưa hức. Trưa tôi phải ngủ trưa nên tôi nói quần tôi mệt quá ngủ không được, tôi quạo mọi người, người thông cảm cho tôi nha. Không thông cảm cho mày, nếu như không có mấy con cá đó, nếu có mấy con cá thì mới nói chuyện tiếp. Làm tội nhân nghĩa. Làm gì? Nhãn kinh bắt chứ làm gì? Không. Ê. Dậy ghê vậy. Cá đây. Bắt cá cái. Cá đậu. Đó mọi người ơi, thì đằng lưng nãy giờ nó hơi quạo với anh em mình nên nó chuột lỗi. Rồi nó bay ngưng luôn rồi, mình hết chuột lỗi luôn đó con. Cá lóc đồng hả? Đem lụi mấy mày. Mày mày ơi, đừng quay cảnh mày, đừng đeo lạnh nó mày. Ồ. Đu. Được nữa không? Ai biết đâu sắm sao đủ ăn á. Rồi coi đi, thôi mày để cho con mày ăn đi. Ủa quên. Con mày còn nhỏ ăn cái gì? Dạ mày ăn. Mặn hết rồi gì nó ăn mày. Thôi bắt hai nhỏ lại bắt con bự nè. Rồi, ai biết tì. Ồ. Đó. Này lên mới đẩy cho mình ăn cá lóc đồng nha mọi người. Con lấy. À, rồi xong. Mọi người coi gà không? Cho mọi người coi gà đó. Nào. Sao á? Mày hú dữ vậy. Đây ra ngoài mày coi đi, quen ra ngoài coi biết à. Thấy không? Thấy gà chưa? Không thấy mặn con mày. Khùng quá. Rồi, không nghĩ cái phạch chứ vậy. Mới thịt trong ngồi. Trời ơi, mấy cá nó dại quá. Ôi coi gì gãy, quay gì gãy. Cũng mày gãy. Cái gì nói vậy? Bết. Ngồi nó điện nên làm cái ghê quá, mình lên mọi người. Gì mày? Ủa nó chụp cái nón chắc nữa chứ. Mày nhắc mới nhớ nữa. Mày nhắc làm chi vậy? Mẹ nó đây coi. Khùng không? Tự nhiên chửi con. Thấy rồi nóng tới đôi dao ơi. Bậy. Nấu ta. Lạc hành nè mọi người. Sao mày cứ đổi cái nói hoài vậy? Đó là thấy tôi lạc hành chứ mọi người. Thiệt thằng báo. Núm này thôi chứ mình thả vô. Núm đâu? Trời ơi. Ừ, con núm này nó ghê vậy. Cục nào cục nấy, cục xương bò rồi. Ăn không nản quá. Gì? Quần nó lên nó không có quần được mỡ không? Nghĩa cháo không? Xuống lễ giờ cháo uống với bia. Cũng trớt. Thôi giờ đem kho tổ đi. Quần được gì quần mày? Lít rượu đế đi. Ôi trời, rượu đế rồi uống gì? Gì bia luôn hả? Thôi mặn quần con vịt làm sao vậy? Đó, đang bơi vậy. Thời cưng không? Này đây nướng nữa hay y bài. Ừ. Chú lên tiếng đi. À Lân ơi. À cái mấy con vịt này nó cũng già lắm rồi. Mày. Cái gì? Mấy con vịt nó già quá. Vịt để đẻ không hỏi còn hai con xe cán chết trống rồi đó. Tôi kêu bả rồi không chịu mần ăn. Cái đầu mày.
đâu cá đâu nè, gieo trứng nữa đã không giờ xào cá hai con hơi yếu nha. Nè đủ không? Đủ thôi chứ được rồi ơi, để tao mặn thêm con vịt nữa. Đúng 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 này 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 kêu 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 à, bơi đã không? Vô đây nè, vô đây hon 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 hon. Nướng 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 nướng. Luộc 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 luộc. Đây mọi người, giờ đang nấu cháo nha mọi người. Mày trời, ai đã gì ăn đó chứ biết sao giờ. Mày bắt gì có nước hết mày. Đang xào cá mà. Tao cho mày coi nhân tài. Đúng không? Biết nhân không? Biết. Ngủ gì chết từ ăn qua. Đúng không? Từ qua nay đến giờ. Mày ăn cá sống không? Nói thiệt đi, có ăn cá sống không? Dính mỏ. Giờ lưng nó xào cá cái nha mọi người. Vô tỏi. Nhìn nó hấp dẫn không? Vừa thấy gì hấp dẫn không? Rồi giờ đổ gạo vô nha mọi người. Cá chín rồi nè. Sao ớt nhiều vậy? Vậy mới ngon. Có nhiều rau rồi đó. Lưng nó đi hái rau đắng này nha mọi người. Làm nó nấu thành cơm luôn ta. Bỏ nước thêm miếng nữa, ít nước rồi. Quá trời rau. Tráng cái nữa mọi người. Rồi. Miếng cá rồi. Sao mày phải bỏ thêm cách bia nữa mày? Rồi, dây. Miếng cá rồi. Miếng bia chưa? Bia gì? Bia đi mày. Tao nhậu được đâu. Không được, mày nhậu tao nhậu. Gì mà ủa dưới anh có rau đắng không anh? Gì bằng dưới hay gì nhậu không được không nổi. Gì bằng túi không nổi. Gì bằng dưới là gì? Gì bằng túi, cái túi bị diêm mà. Sao nhà xe quá trời vậy, không cầm bớt một chiếc. Có rau đắng không? Mày. Đến đâu? Nhìn được hôm nay che. Tại chứ ở dưới ai nấu mày? Nấu gì hết? Đói bụng quá, sáng giờ làm cái shop cũng đói bụng. Làm hay lên quần ta? Làm mày biết gì mày? Thôi, làm què vậy? Không có mấy con cá này làm nó không xong với tao đó. Thôi. Nấu cho tao ăn. Ừ, thôi tao với Nghĩa về mày. Khùng quá mày, nó giỡn à. Nghĩ ở đây ăn được không? Còn kia giờ nó như vậy đó. Ừ, ê, đâu rồi. Ơi. Trớt. Thằng kia, thằng trên kia thằng chết trôi nữa kìa. Từ hôm giờ ngủ đây nè. Gì vậy? Không, nhưng cá lụm liền. Ghê không? Trời ơi. Đó, giờ bỏ nấm vô nha mọi người. Có gì không? Năng lực nó như chết rồi vậy. Bu đây hôi nắp nhiều có được gì đâu. Nhiều ra đi, biết không. Gì đi ra đi, biết làm chi nữa. Trời này nó không cho núm như nó cho cá gì trời. Ờ, à, núm nhiều vô mọi người. Rồi, đợt nào chín là mình bắt lên, mình quay tiếp mọi người coi nha. Ok, ok. Này được ăn cháo cá đã. Này có lo hát chứ làm bánh kích bia nữa. Quay qua nhạc lên. Đưa, đưa à, đưa à. Chú đầu tư kích bia, con Hùng mới lo á. Gì vậy? Gì? Mày đúng cái rồi. Thằng đầu tư kích bia nằm đây rồi, mày không kêu, mày kêu tao. Nó dìm bằng túi rồi. Dìm bằng túi hả? Thật kỳ cuối hả? Người đụng cái té hả? Sắp cuối. Chim mình túi thời kỳ cuối. Đó, đây mọi người ơi. Đây cháo cá. Ôi, ok mình, mọi người. Cháo này tới ráo dữ ta. Tại chưa ráo rồi, quậy lên rồi. Xem thử mình bay. Còn đang đợi nó chín nữa hả? Ừ, đợi ngâm xíu cho chín. Trời. Nó giỡn rồi mọi người ơi. À, nay thì tụi nó quần tôi với lại trưa tôi ngủ trưa tôi cũng mệt thì hãy đây sẵn tôi mần ăn cá, nấu cháo mà hay nó ăn với sẵn xin lỗi tụi nó. Với mong mọi người thông cảm cho tôi tại trưa. Xin lỗi tụi nó là tụi nào? Tụi nào xin ở đây? Anh Kiệt với xin lỗi em Nghĩa. Ok. Đó. Thì tôi có hơi quạo một xíu. Rồi mọi người thông cảm cho tôi. Có cái rồi, mời anh Kiệt với em Nghĩa ăn cháo. Rồi mời mọi người ăn cháo với tem nha mọi người. Nhất chị xui nhỉ đuôi cá nè mọi người. Không có mấy cá này à. Cô chờ bộ chắc không có bỏ qua chiếc nhẫn này. Giờ phải đổi tốn mấy trăm ngàn thôi nè. Thì đưa tao đi. Hay không? Mấy trăm ngàn. Báo ghê không? Mày đưa tao nhẫn, tao đưa mấy trăm ngàn. Ôi trời, quay lại. Đổi bù thêm mấy trăm ngàn, mấy nhẫn khác cha. Quay lại này đi, okay, mình nấu cháo có mốt gì. Mốt em ăn nha.
mình mời mọi người không, mà cũng chưa được ăn nè, nhưng mà có quay không mới chết này chứ. Thì coi Dục mới quay qua bên đi nè, Dục ăn. Ăn rồi ai quay? Thì Dục mới quay qua bên ăn xong quay. Thì Dục ăn đi, tao quay cho. Rồi đó, múc cho bạn Kiệt chén nè. Từ từ múc mày cho ai ăn, múc mày cúng ai không nội. Ừ, của nhà thường cúng gì lắm hả? Nhất chị xui cái đuôi cá. Thôi cháo thơm dữ vậy. Mọi người miếng cá cùng với tem mình luôn nha mọi người. Mọi người ăn cháo nha mọi người. Tại nóng dữ nha. Nhìn cá đúng mà cá làm quá khác nha. Cá hôm qua cho tôi đi Đồng Tháp mua. Nghe mày. Ừ. Cá đồng hả? Đồng Tháp hả? Ừ. Mời mọi người nha mọi người. Ngọt. Ngọt ghê. Quá hả? Mấy cây này mấy cây gì quá trời ta. Hàng ha luôn. Ồ, kỳ quá hả? Chiều rồi, đang nó bụng. Bia nó giờ chạy lâu quá rồi. Về bia xa lắm, điện xa lắm. Gần gần để hết bán hả? Nghỉ thôi. Mùa tiêu đi phá sản nha. Á biết chừng nào uống được cách bia của Hùng Lưng. Mời người mướp luôn. Cái thấy cúp Tết Congo. Có cả mày. Uống rồi thua cho uống mày. Biết chừng nào uống được hả nghe. Dễ gì, ngươi cứ mua bia cho mình uống. Còn nãy mà thôi lên uống hộ mát. Nãy giờ nãy giờ mình nói về về vậy hoài luôn, cũng không thấy gì đâu. Cưng làm. Cá này mọi người. Ăn này biết sao à, ăn không ngon. Vừa nè, đứa cậu uống vừa đó em. Về đây chửi lấp nhấp không chừng. Này mình chỉ có ăn trộm với lấy lén mình mới ăn được thôi ha nghĩa. Ví dụ như trộm gà rồi trộm vịt vậy chứ dễ gì ai cho ăn. Tao nói cái đĩa vòng đó không cho mốt cũng mất. Nó thành quả rồi, mày thấy trước mắt nó bị xe cán đó rõ ràng không? Ngày nào nữa? Cán lên vịt trống rồi. Thấy không? Vậy em không rủ anh em bằng ăn. Mày chắc... ăn rồi. À sao không ăn? Chứ xe cán nát bếp rồi sao ăn? Mấy con kia giờ mày tranh thủ mày để tụi tao ăn. Để nó hút lại rồi, rào lại rồi. Vậy chứ mốt trắng nó vô nó ăn hết rồi, con trăng nó bò nó ăn hết cũng vậy à. Rắn nào vô ăn mày? Con trăng, con rắn hâu đất ra, con rắn hâu mây bự vậy ăn được thôi không? Quà, dịch 3kg sao rắn hả? Trời sao không? Nói vậy giờ cũng có à. Có không? Vậy gì? Cá mọi người ơi. Cá quá ngon người, dễ khắc luôn. Bỏ đầu vô. Cá mất cái trứng nè. Trứng này hả? Ủa nè thấy giờ tưởng đâu mất rồi chứ. Rồi mời người miếng nữa mọi người. Wow. Bỏ đầu vô ăn. Đây, đi. Cái ruột nè, ăn cái ruột nè. Làm gì? Nóng. Hôm nay giờ không hâm mà không bỏ vô hâm lại hả? Trụng xuống luôn làm gì vậy? Không tới. Như bỏ, đồ bỏi nhiều quá nó bị tàn. Giờ nóng nóng thì húp mới được chứ không? Húp luôn hả? Khuyến cáo mọi người không nên xem video này trong lúc đang đói bụng nha. Có thể khiến đầu người bị cào ruột. Với trời mưa rồi mọi người. Này mình mọi người coi sáng sớm chắc hơi bị đói á. Tranh thủ ăn ăn sáng cái coi nha mọi người. Còn cá lóc mình chỉ cần như đây thôi mọi người. Ôi ơi. Mời mọi người nha. Ruột. Có làm ruột nữa. Ruột để 2-3 ngày ha. Trời. Ngon. Có cái mật nữa nha mọi người. Ôi ôi. Đã. Để mặt ra đắng đã. Đặt máy vô chú Kiệt ơi. Mặt đau quá. Điên vậy? Không đặt máy vô luôn. Nó chơi vô ăn luôn mẹ. Rồi mọi người miếng nữa. Mọi người quảo nữa nha mọi người. Mướp hơi rụt ha. Nãy tưởng là mướp già nhưng mướp non. Quá, nãy giờ cũng làm hết hai chén rồi nha mọi người. Nó tới gáo. Ăn uống không xong rồi. Dạ lỗi chưa? Gì? Dạ lỗi chưa? Có giờ qua tao và ca ok mà. Ừ, giờ ca đi, có học sinh vậy, giờ ca được rồi. Giờ tao chưa ngủ hết ngủ rồi. Giờ ca được không? Ừ, giờ ca. Ca giờ tới 10 giờ. Mai 7 giờ lại ca nữa không? Ca què ca hoài vậy, ca cho bể cũng không ca hoài trời. Rồi thôi dẹp, dọn về. Để dọn cho. Còn cái chuyện này tụi anh nãy chưa biết hết nha. Ôi, liếc không có xin lỗi gì hết rồi. Ừ, nãy mà ừ rồi mà. Tao để lo đó, làm hết tao bắt lên. Rồi tối tao ra tao bắt ca. Bảy giờ tao phá lại rồi mà. Nãy lần nãy giờ lần giờ. Giờ cho 7 cây bông cháy về hết giận. Cho tao phá cái chậu rồi nè. Chậu này đẹp nè. À, uống này đẹp nè.
Thiệt á. Coi đi, bây giờ bữa người ta lấy trộm mất hết gì đâu mà. Nhớ cái chậu chậu để tìm đó không? Nhớ. Đi kiếm lại 3 ngày năn nỉ đã rồi người ta mới trả. Đâu dữ vậy? Đâu 3 ngày vậy? Tao đăng lên Facebook rồi đủ thứ luôn, người ta mới vô comment thôi, nói giỡn thôi, bữa giỡn không biết nghĩa. Bạn em giả cùng. Bây giờ ở đây là chiều rồi nha mọi người. Chiều đi. Trước trường ngủ giáo rồi, nó ồn ào lắm mọi người. Ok mọi người, bây giờ chắc anh em mình sẽ dừng video tại đây nha mọi người. Xíu thì mày, mày quay clip mày không có nè. Rồi thôi chắc anh em mình kết thúc video đây. Lần cuối thì mọi người mong mọi người thông cảm cho tôi nha. Lần cuối. Lần cuối video. Mày mốt cũng vậy nữa hả? Tánh nào tật đó. Không giờ bỏ được. Thôi kệ cho nó la vậy, cái mình có đồ ăn mày. Tại hơn. Tại bố la nữa phải bằng con vịt nha. Nay nhà ổng này chứ. Chú nói vậy hơi kẹt, mốt nói ổng là la nó bằng mày con bò hay con trâu gì ổng mới sợ chứ. Nhà nó có bò đâu mà mận. Bán hết rồi. Mua. Rồi ok mọi người, bây giờ anh em mình sẽ dừng video tại đây. Chúc mọi người xem video dễ, hẹn mọi người gặp lại những video sau. Bye mọi người nha. Chào tất cả mọi người.